Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video của mình ngày hôm nay. Và trong video này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách mở cái máy in Canon 2009 cực nhanh. Được chưa? Đấy, đây là cái máy in mới, chưa mở lần nào. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Đối với những cái máy in mới này ấy, mở thì nó hơi khó một tí, nhưng mà nó vẫn quy trình của nó vẫn giống các máy in cũ cũ rồi. Đầu tiên các bạn mở cái này ra, các bạn mở cái nắp nó lên, sau đó các bạn cho cái mực ra, được chưa? Cái hộp mực này các bạn phải cho ra trước, theo khuyến cáo là mực này cho ra trước, sau đó các bạn muốn làm gì thì làm. Đấy, đầu tiên đấy, các bạn sẽ mở bên hông đằng sau này trước này. Đây là tem, đây là tem của Lê Bảo Minh này các bạn. Đấy, đó, bỏ cái tem đi, các bạn mới mở được. Đó, bây giờ các bạn sẽ tháo hai cái ốc ở đằng sau này ra trước này. Đấy, tháo hai cái ốc này ra trước. Khi mà tháo hai cái ốc này ra, đấy, đó, hai cái ốc này, bạn nào không biết để ốc ấy, các bạn có thể để ốc theo quy trình. Ví dụ như máy của chúng ta để đâu ấy, các bạn có thể là, ví dụ như ốc chúng ta có thể để hai bên như này này, đấy, để hai bên như này, đó, sau đó các bạn sẽ cho vào. Đấy, khuyến cáo là cái ốc các bạn vặn ra ở chỗ nào, các bạn vặn khi bạn lắp vào ấy, các bạn vặn đúng ốc, đúng ở cái chỗ ấy, mặc dù cái ốc của nó giống y hệt nhưng mà các bạn cứ để ốc của nó ở, các bạn vặn ra chỗ nào các bạn cho vào chỗ ấy thì nó sẽ chuẩn hơn, nó đỡ bị kiểu như là bị nhờn ren đấy các bạn. Đó. Ví dụ như các bạn ốc to ốc nhỏ hoặc là nó có thể sai số đi một tí, nhưng mà bình thường ấy mình sẽ để ốc nào ra chỗ nào thì cho vào chỗ ấy, tránh để các bạn vặn lộn lung tung ốc. Vặn lộn nó vẫn được thôi, nhưng mà theo khuyến cáo là ốc nào ở chỗ nào các bạn vặn ra chỗ nào các bạn cho vào chỗ đấy. Cái tô vít này rất hay. Đấy, tô vít này gọi là mình thấy là nó có một cái nao châm nó hút rất là chuẩn các bạn ạ. Đó. Đấy. Sau khi các bạn tháo ra, các bạn tháo hai cái ốc ở bên trên này trước này, là tháo nắp bên trên này và tháo cái cần gạt đóng công tắc ở cái bên nguồn này. Đấy, đó, các bạn tháo ra rồi. Sau khi tháo cái này ra, bây giờ các bạn sẽ tháo mặt đằng sau này. Đấy, tháo mặt đằng sau này. Bây giờ các bạn sẽ tháo mặt đằng sau này trước nhé. Đấy, các bạn sẽ tháo mặt dưới đằng sau này. Thấy chưa? Đó. Các bạn tháo cái mặt này trước này. Đấy, sau đó các bạn rút cái mặt này ra. Đấy. Làm thế nào để rút được cái này ra? Ra trước. Đấy, sau khi rút được cái miếng đằng sau này ra thì các bạn sẽ, bây giờ các bạn đã tháo được như này à. Đấy, các bạn thấy chưa, các bạn để ý này, ở trên này nó có, khi bạn bây giờ các bạn tháo, phải tháo hai bên, hai cái nắp hai bên này này, nắp ở bên bên nguồn và nắp ở bên có master này. Khi các bạn tháo ra, các bạn để ý ở trên này nó có một cái lẫy này. Đấy, chưa, trên này nó có một cái lẫy. Cái lẫy này các bạn, đây này, nó bị vướng cái lẫy này, các bạn phải nâng cái lẫy này lên. Được chưa? Đấy, nâng cái lẫy này lên. Đó, sau đó sẽ cho nó ra, nó dễ. Được chưa? Đó. Đây, cho các bạn xem nhé, nó tổng thể hơn. Đấy, nó sẽ có một cái lẫy này. Đấy, cho cái lẫy này nó ra. Đấy, lên nó ra. Bên này nó cũng thế, nó cũng có một cái lẫy ở đây này. Đấy, cái lưỡi này các bạn này, nâng nó, đẩy nó lên này, kịch nó lên. Đấy, bây giờ các bạn sẽ đẩy ra được. Đó.
mặt bây giờ các mặt trên của bạn chỉ cần nâng lên là nó sẽ ra, đồng nghĩa với việc là các bạn cần phải tháo cái đấy, nó sẽ ra rất đơn giản. Các bạn cần phải tháo cái chỗ này, nó có cái chốt này, cái chốt này là chốt nó đóng cái quắc cửa, đóng cái nguồn đấy các bạn. Đấy, cái chốt này nó đóng cái công tắc cửa này này, các bạn phải tháo nó ra nhé. Cái nãy mình đã tháo cho các bạn đấy. Sau đó đến cái bước này ấy, thì các bạn sẽ tháo cái ở trên này, tháo cái mặt đằng trước, tháo mặt đằng trước các bạn phải ở đỡ dưới này nó một cái lẫy này, các bạn đẩy cái lẫy này xuống, được chưa? Đó. Thì nó sẽ tự động ra luôn rồi. Bên này cũng một cái lẫy, đấy, đó, thấy chưa? Đấy, ra rất đơn giản. Đó, như vậy chúng ta đã ra được một cái máy. Bây giờ như này hầu như là chúng ta đã tháo được cái máy rồi đấy, cái xương của nó ở đây rất đơn giản. Còn bây giờ muốn tháo ốc ấy, ở đây chúng ta có một cái ốc để chúng ta tháo được cái men ở dưới này. Men ở dưới này là men ECU, cũng như là tháo ở men hộp quang ở dưới, các bạn thấy chưa? Mình tháo cái ốc ở trên này ra này. Đấy, mình tháo cái ốc này ra. Khi mà tháo cái ốc này ra ấy, thì bây giờ các bạn muốn tháo được cái này ra ấy. Ở đây có một cái nữa, ba cái ốc, các bạn tháo được bốn cái ốc ở đây, được chưa? Đấy, bốn cái ốc. Đến như này thì chúng ta đã tháo được rồi. Đối với anh em mà tháo ra ấy, bốn cái ốc, hai cái ốc ở trên, cái ốc này khi mà đặt đằng sau ấy, thì nó sẽ ở bên dưới. Ở bên này. Sau đó các bạn sẽ dùng một cái tô vít dẹp này, đổi đuôi này, các bạn đẩy vào cái này này, nó có một cái móc, được chưa? Đấy. Tô vít dẹp các bạn để, nếu mà để cái máy hướng như này thì tô vít dẹp nó để ngang nhá, để ngang cái tô vít dẹp sau đó chọc vào đây này. Đấy, thấy chưa? Bên này cũng thế. Đó, thì nó sẽ ra được cái này, các bạn thấy chưa? Đấy, nó có một cái móc này. Không thì các bạn đẩy nó sẽ không ra đâu. Đó, như này chúng ta đã tháo được hầu như là nguyên bản. Đấy, các bạn muốn sửa chữa bộ phận nào các bạn sẽ tháo và chạy thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Mới tanh tanh tách. Đấy. Đó, đó là cái bước cơ bản mình đang hướng dẫn các bạn là cái tháo cái máy in 2009 thành công. Đấy. Giới thiệu qua một tí về cái máy in 2009. Đầu tiên ở bên này có một cái men chính, đó chính là men nguồn ở đây. Các bạn xem này. Men nguồn nó ở bên cạnh này. Đấy, đây là men nguồn. Đó, trên tay mình đang cầm đây là men nguồn đó. Cái men này nó lắp như này. Đó. Men nguồn nó cung cấp toàn bộ nguồn điện cho toàn bộ, ví dụ như toàn bộ lô sấy này, toàn bộ ECU hoặc là hộp quang. Bên này là chúng ta cung cấp nguồn điện cho formatter này. Đấy. Nguồn điện chúng ta ăn nhiều nhất đó là ăn vào cái nguồn sấy này là ăn nhiều nhất. Được chưa? Nguồn sấy là ăn nhiều điện nhất. Đó. Đấy, cơ bản thế thôi. Khá là đơn giản. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Đó, các bạn chiêm ngưỡng qua một cái nhé. Đấy, khi các bạn cho mực vào thì các bạn sẽ cho mực vào đây. Đấy, cho mực vào bên trong này. Cái này ra này.